giữa cơn sốt concert Blackpink, xôn xao một đêm nhạc có giá vé bằng cả căn nhà. Cuộc đua săn vé đêm diễn của nhóm nhạc nam này vô cùng khốc liệt. Giữa lúc fan Việt đang dần dần các công tác chuẩn bị cho concert Blackpink tại Hà Nội sắp tới, mạng xã hội mới đây không ngừng xôn xao trước bài đăng chia sẻ về đêm concert kỷ niệm chặng đường 10 năm hoạt động của The F Boy. Theo đó, bài đăng này cho biết quá trình để sở hữu chiếc vé tham dự đêm diễn của TF Boy được miêu tả là khó hơn cả kỳ thi đại học với tỷ lệ chọi vô cùng cao. Trên trang chủ của hệ thống bán vé, đến hiện tại đã có gần 5 triệu khán giả nhấn nút chuẩn bị săn vé. Trong khi đó, số lượng vé bán ra như đã thông báo ban đầu là 33.000 chỗ. Điều này đã phần nào cho thấy được tỷ lệ chọi vô cùng khủng khiếp từ phía khán giả để có thể sở hữu được tấm vé tham gia sự kiện. Nhu cầu mua vé của khán giả được đẩy lên cao thì cũng là lúc thị trường chợ đen, những tay phe vé hoạt động sôi nổi hơn bao giờ hết. Theo chia sẻ từ bài đăng trên mạng xã hội, giá vé đêm concert của TF Boy đã bị đẩy lên con số cao ngất ngưỡng. Thậm chí có người còn giao bán với giá 2 triệu tệ, tương đương 6,6 tỷ Việt Nam đồng, cho một tấm vé. Việc này đã khiến cộng đồng fan của TF Boy tại Trung Quốc cũng như nhiều quốc gia không khỏi bất lực vì con số vượt ngoài khả năng chi trả. Thậm chí, một khán giả hâm mộ TF Boy đã bật khóc, chia sẻ về tình trạng này, cả đời này chắc cũng không kiếm nổi 2 triệu tệ quá. Dưới quê tôi, một căn nhà còn không đến 1 triệu tệ nữa. Tiền vé còn đắt hơn cả tiền mua nhà. Quá bất lực vì không săn được vé concert trên trang web chính thức lại càng không đủ khả năng. Khi mua những tấm vé chợ đen với giá ngất ngưỡng mà nhiều khán giả đành phải sang nhượng lại phòng khách sạn cho người khác. Chấp nhận từ bỏ cơ hội tham gia concert đặc biệt của ba chàng trai TF Boy. Được biết, concert kỷ niệm một thập kỷ hoạt động của TF Boy mang tên Hẹn ước 10 năm được tổ chức vào ngày 6 tháng 8 năm 2023. Đúng dịp kỷ niệm 10 năm nhóm chính thức debut, sân vận động Trung tâm Thể thao Olympic Tây An với sức chứa lên đến 60.000 người sẽ là nơi diễn ra đêm concert lần này của TF Boy. Đừng quên theo dõi Star để cập nhật những thông tin mới nhất.